Trước tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, để chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngày 7 tháng 8, UBND huyện Lang Chánh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, kích hoạt lại khu cách ly tập trung của huyện ở trường trung học cơ sở dân tộc nội trú Lang Chánh. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về các giải pháp cấp bách đối phó với những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, huyện Lang Chánh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cấp bách. Đầu tiên là việc khởi động lại điểm cách ly tập trung tại trường trung học cơ sở dân tộc nội trú Lang Chánh. Qua đó, Trung tâm Y tế huyện đã huy động cán bộ phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện, trường trung học cơ sở dân tộc nội trú Lang Chánh tiến hành vận chuyển bàn ghế, giường nằm, dọn vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng. Trước mắt, huyện Lang Chánh đã chuẩn bị đầy đủ các vật dụng sinh hoạt cá nhân, bố trí nhân lực phục vụ, sẵn sàng tiếp nhận 200 người vào cách ly tập trung tại đây. Ngoài ra, địa phương cũng nghiên cứu và lựa chọn thêm các địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất và các loại vật tư, sẵn sàng các phương án cách ly khi cần thiết. Theo Trung tâm Y tế huyện Lang Chánh, trong thời gian này, toàn huyện có trên 110 người đi từ vùng có dịch COVID-19, trong đó có 6 người về từ phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, nơi có ca nhiễm COVID-19 tại Thanh Hóa. Các trường hợp này đã được hướng dẫn khai báo y tế, tất cả đang thực hiện cách ly theo dõi y tế hàng ngày tại gia đình. Đến nay sức khỏe ổn định, có 12 trường hợp đã qua 14 ngày thực hiện cách ly theo dõi y tế.